Những cơn mưa lớn đã bùng phát dữ dội trên hành lang Hà Tây ở tỉnh Cam Túc, làm ngập nhiều khu vực. Tại thị trấn Suwon, hai sinh mạng đã bị cuốn đi, trong khi các con đường ở thành phố Kim Sương và Vũ Uy cũng chìm trong biển nước. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi trong cùng khoảng thời gian, tỉnh Liêu Ninh cũng phải gánh chịu những trận mưa lũ tàn phá, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 14 người khác mất tích. Thành phố Hulu Đao, đặc biệt là các huyện Kiến Sương và Tùy Trung, đã trở thành tâm điểm của thảm họa, với hơn 50.000 người phải sơ tán và thiệt hại lên tới 10,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,45 tỷ đô la. Mưa lũ cũng đã làm hư hại 187 cây cầu và 40 đường dây tải điện, gây ra một cuộc khủng hoảng cơ sở hạ tầng nghiêm trọng. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa lũ kinh hoàng. Từ 18 đến 22 giờ theo giờ địa phương, mưa lớn đã bao trùm nhiều khu vực dọc theo hành lang Hà Tây ở tỉnh Cam Túc, với lượng mưa tích lũy lên tới 78,8 mm ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố Kim Sương xác nhận mưa đã khiến hai người thiệt mạng tại thị trấn Suwon. Những trận mưa lớn cũng gây ngập úng trên một số con đường ở các khu vực đô thị của thành phố Kim Sương và Vũ Uy, cắt đứt nguồn cung cấp nước ở một số địa điểm của huyện Sangdan, thành phố Trương Dịch, khi đường ống dẫn nước chính bị hư hại. Hiện tại, hầu hết các khu vực của hành lang Hà Tây đã không còn ghi nhận mưa lớn. Các lực lượng đã được triển khai để đẩy nhanh quá trình thoát nước và thực hiện công tác cứu hộ. Giới chức địa phương đang đánh giá mức độ thiệt hại sau mưa lũ. Trong khi trước đó, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 14 người mất tích sau trận mưa lớn trong những ngày gần đây trút xuống tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc. Tại Liêu Ninh, mưa lớn kéo dài nhiều ngày trong tuần này đã làm gián đoạn việc đi lại và cản trở các nỗ lực ứng phó khẩn cấp. Lũ lụt buộc hàng chục ngàn người dân ở các khu vực ven biển của thành phố Hulu Đao phải sơ tán. Tối 23 tháng 8, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết, đợt mưa lớn này đã gây ra thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng cho thành phố Hulu Đao, đặc biệt là huyện Kiến Sương và huyện Tùy Trung. Hệ thống đường xá, điện lưới, thông tin liên lạc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đó, theo CCTV, hơn 50.000 người ở Hulu Đao đã phải sơ tán. Theo số liệu thống kê sơ bộ, số người bị ảnh hưởng ở Hulu Đao lên tới 188.757 người, và thiệt hại do thảm họa này là 10,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,45 tỷ đô la. Ngoài ra, 187 cây cầu đã bị hư hại và 40 đường dây tải điện đã bị đứt. Trung Quốc đang trải qua một mùa hè thời tiết khắc nghiệt với những trận mưa xối xả và những đợt nắng nóng như thiêu. Tháng 7 là tháng nóng nhất ở Trung Quốc trong vòng 6 thập kỷ qua. Tháng 7 cũng là tháng mà trái đất đã chứng kiến ngày nóng nhất trong lịch sử. Mưa lớn dồn dập như trút nước trên diện rộng, gây lũ lụt kinh hoàng tại Trung Quốc. Chiều 21 tháng 7, chính quyền tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc đã ban hành hai cảnh báo đỏ về mưa bão, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết, gồm 4 cấp theo màu của nước này. Cảnh báo được đưa ra vào lúc 14 giờ 20 ngày 21 tháng 7, sau cảnh báo đầu tiên vào lúc 13 giờ 10 phút chiều cùng ngày. Theo Đài quan trắc khí tượng tỉnh, một số thị trấn đã ghi nhận lượng mưa tích lũy trong khoảng từ 1 đến 2 giờ là từ 50 đến 70 mm. Dự báo mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực của tỉnh, với lượng mưa tích lũy có thể lên tới ít nhất 100 mm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết đã phân bổ ngân sách 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu USD để hỗ trợ chính quyền các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây và Tứ Xuyên khắc phục hậu quả sau đợt mưa kèm lũ quét vừa qua. Thống kê sơ bộ cho thấy, lũ quét tại miền Bắc và Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau một tuần mưa như trút nước. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, chính phủ nước này phân bổ ngân sách 350 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ chính quyền các tỉnh Hà Nam, Thiểm Tây và Tứ Xuyên khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ. Lũ quét tại miền Bắc và Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích sau một tuần mưa như trút nước. Truyền thông nhà nước ngày 20 tháng 7 đưa tin, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 8 người mất tích sau khi mưa lớn gây ngập úng và lở đất tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây.
Tại tỉnh Tứ Xuyên, hơn 30 người được báo cáo mất tích ngày 20 tháng 7 sau khi cơn dông bão mạnh gây lũ quét trong đêm tại thị trấn Nhã An. Tính đến tối cùng ngày, đội tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện 8 thi thể và giải cứu an toàn 4 người. Bên cạnh đó, tỉnh Cam Túc giáp với tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Hà Nam ở miền Trung Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng do mưa lớn trong tuần này. Thành phố Nam Dương thuộc tỉnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa vào đầu tuần này tương đương với lượng mưa của cả một năm. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia NMC Trung Quốc dự báo hai cơn bão nhiệt đới sẽ gây mưa to, gió lớn ở bờ biển phía đông nước này trong ngày 21 tháng 7. Bão Rapidrun dự kiến đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, cực Nam Trung Quốc tối cùng ngày. Đây sẽ là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào nước này trong năm nay. Theo NMC, sức gió mạnh nhất gần tâm bão sẽ lên tới 30 m trên giây khi bão đổ bộ. Bão Kemi được dự báo quét qua cực bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, sau đó đổ bộ vào Trung Quốc đại lục với tốc độ gió lên tới 50 m trên giây. Tại tỉnh Thiểm Tây, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hơn 30 người mất tích sau khi một cây cầu bị sập, khiến một số phương tiện rơi xuống sông tại thành phố Thương Lạc ngày 19 tháng 7. Điều tra sơ bộ cho thấy 17 ô tô và 8 xe tải đã rơi xuống sông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hối thúc lực lượng chức năng dốc sức tiến hành các nỗ lực để sớm tìm kiếm những người còn mất tích. Theo thông tin từ hãng thông tấn Tân Hoa Xã, cầu cao tốc bị sập nằm trên địa phận huyện Tạc Thủy, thành phố Thương Lạc. Trận mưa lớn đã tạo ra lũ quét cuồn cuộn, làm cho cấu trúc cầu không thể chịu nổi áp lực khổng lồ từ dòng nước dữ dội. Khi cầu sụp, một số phương tiện đang di chuyển trên cầu đã lao xuống sông. Tính đến 10 giờ sáng ngày 20 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được 5 phương tiện. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và dòng nước sông vẫn còn rất mạnh. Các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, hy vọng sẽ tìm thấy những nạn nhân còn sống sót trong đống đổ nát và dòng nước lũ. Trước tình hình nguy cấp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ngay lập tức ra lệnh triển khai mọi nỗ lực cứu trợ và cứu hộ. Trong thông điệp gửi đến các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ, ông Tập yêu cầu họ phải hành động nhanh chóng và quyết liệt, không để bất kỳ cơ hội cứu sống nào bị bỏ lỡ. Chính quyền địa phương ở Thiểm Tây đã nhanh chóng phản ứng trước chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các lực lượng chức năng được huy động tối đa, bao gồm cảnh sát, quân đội và các đội cứu hộ chuyên nghiệp. Trang thiết bị hiện đại như trực thăng, thuyền cứu hộ và thiết bị dò tìm dưới nước cũng được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ. Trung Quốc đang ở cao điểm mưa lũ khiến nhiều người dân phải sơ tán khẩn cấp và chính quyền luôn túc trực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Trung Quốc đối mặt với đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Theo những tin tức mới nhất về lũ lụt tại Trung Quốc của tờ South China Morning Post cho biết, quận Bình Giang ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 70 năm sau những cơn mưa xối xả. Sông Mịch La, con sông đi qua quận Bình Giang, sau đó đổ vào sông Dương Tử. Con sông có đập Tam Hiệp ở thượng nguồn, đạt mực nước 77,67 m lúc 12 giờ 30 sáng 2 tháng 7. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận ở tại sông Mịch La kể từ năm 1954 và vượt mức báo động hơn 7 m. Mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng ở phía Nam Trung Quốc đã tàn phá khu vực sông Dương Tử trong những tuần gần đây. Một con đê bị vỡ đôi ở đoạn dọc theo thượng nguồn sông Mịch La tại Bình Giang, làm ngập lụt nhiều khu vực trong quận. Cùng lúc đó, các hồ chứa nước đang dâng cao. Nhật báo Hồ Nam cho hay, 1/3 khu phố cổ và một nửa khu phố mới ở Bình Giang ngập trong lũ. Nước lũ ở một số khu vực cao tới 3 mét. Theo Rednet, trang web chính thức của chính quyền Hồ Nam, hơn 5.300 người đã được sơ tán cho đến thời điểm hiện tại. Tính đến ngày 17 tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc cho biết mưa lớn đã gây sạt lở đất và lở bùn, làm gián đoạn giao thông tại thành phố Bảo Kê thuộc tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc nước này. Trước tình hình trên, sáng 17 tháng 7, chính quyền tỉnh Thiểm Tây đã kích hoạt phản ứng lũ lụt khẩn cấp mức 4, trong khi thành phố Bảo Kê ban hành cảnh báo lũ quét vào tối 16 tháng 7. Bình Giang ghi nhận lượng mưa 759,6 mm kể từ ngày 18 tháng 6, mức cao nhất trong giai đoạn này tính từ năm 1961 khi bắt đầu lưu dữ liệu. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quận Bình Giang đưa ra phản ứng khẩn cấp ở mức cao nhất, gọi đây là tình huống thời chiến để ứng phó lũ lụt. Trong khi đó, cùng ngày, đài CGTN đưa tin, những trận mưa như trút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử làm tăng tốc độ nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng xả lũ từ hồ chứa đập Tam Hiệp nếu cần thiết. Nhiều khu vực ở trung và hạ lưu sông Dương Tử đã ghi nhận mưa xối xả từ đầu mùa mưa lũ. Đập Tam Hiệp trong tình trạng báo động cao về một đợt lũ lụt mới sau khi mưa lớn tấn công siêu đô thị Trùng Khánh ở phía tây nam Trung Quốc. Các con sông lớn ở Trung Quốc đã đạt mức cảnh báo tại hàng chục nơi kể từ khi mùa mưa lũ bắt đầu vào tháng 6. Tân Hoa Xã cho hay, mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử, khu vực bên dưới cửa sông nối với hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc, đã vượt mức cảnh báo. Theo hãng tin nhà nước Trung Quốc, đập Tam Hiệp xả lũ tại hồ chứa vào ngày 15 tháng 7
để tăng không gian đón nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử. Theo ChinaNews.com, ngày 16 tháng 7, đập Tam Hiệp đã tăng lượng xả lũ lên 43.000 mét khối trên giây để chuẩn bị cho lũ lụt ở Hồ Bắc. Đợt lũ lụt lịch sử này đã gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7, chính phủ Trung Quốc cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho nước này 93,16 tỷ nhân dân tệ, 12,83 tỷ USD, trong bối cảnh Trung Quốc chịu ảnh hưởng do lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất liên quan đến thiên tai đối với nước này trong nửa đầu năm kể từ năm 2019. Trong thời gian trên, thiên tai đã ảnh hưởng đến 32,38 triệu người dân, làm 322 người mất tích hoặc tử vong. Khoảng 856.000 người đã phải tái định cư khẩn cấp và 23.000 ngôi nhà bị phá hủy, trong khi khoảng 3,17 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Cũng theo bộ trên, tác động từ thiên tai đối với nền kinh tế Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay nặng nề hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm quốc gia này ghi nhận mức thiệt hại 38,23 tỷ nhân dân tệ và 95 người mất tích hoặc thiệt mạng. Vỡ đê Hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc. Trước đó, đê Hồ Động Đình bị vỡ tại tỉnh Hồ Nam, gây ra tình trạng lụt lội nghiêm trọng và đe dọa tới hàng ngàn người dân sống xung quanh. Các chuyên gia đánh giá rằng, để lấp kín lỗ thủng, cần ít nhất 100.000 mét khối đất đá và công tác này dự kiến sẽ mất vài ngày để hoàn thành. Các vệ tinh không gian đã được sử dụng để chụp ảnh vùng vịnh vỡ đê, cung cấp thông tin chi tiết cho các lực lượng cứu hộ đang hoạt động trên mặt đất. Đồng thời, trực thăng Mi-171 và H-125 cũng đã được triển khai để giám sát từ không trung và hỗ trợ cho công tác khẩn cấp. Theo ước tính từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, họ sẽ cần dùng ít nhất 100.000 mét khối đất đá để có thể lấp kín lỗ thủng. Các chuyên gia có mặt tại hiện trường nhận định, công tác lấp lỗ thủng sẽ mất vài ngày. Ít nhất 5.750 người dân sinh sống tại huyện Hoa Dung, cạnh Hồ Động Đình thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã được lực lượng cứu hộ đưa tới nơi an toàn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dù đang có chuyến công du nước ngoài, đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền ở tỉnh Hồ Nam nhanh chóng thực hiện công tác phòng chống lũ lụt cũng như cứu trợ thiên tai. Đồng thời, một số ban ngành có liên quan cần tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống. Trung Quốc đã triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn tại Hồ Động Đình sau khi đê bờ này bất ngờ bị vỡ vào ngày 5 tháng 7. Theo các nguồn tin từ truyền thông và cơ quan chức năng, hơn 3.000 nhân viên cứu hộ đã được điều động để tham gia vào công tác khẩn cấp này. Theo tờ China Daily, chiến dịch cứu hộ bao gồm hơn 1.400 nhân viên từ Cục Cứu hỏa và Cứu hộ Quốc gia, 500 bộ đội vũ trang, 500 dân binh, cùng 650 nhân viên từ các tổ chức cứu hộ khác. Để hỗ trợ công tác, đã có 18 máy xúc và hàng chục xe tải được triển khai để lấp lỗ thủng và sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Mặc dù vậy, chính quyền địa phương Trung Quốc ngày 8 tháng 7 cho biết, bờ kè được coi là tuyến phòng thủ thứ hai sau vụ vỡ đê tại Hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam đang gặp rủi ro. Theo Sở Tài nguyên nước của tỉnh Hồ Nam, hơn 300 cảnh sát và lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường nhằm ngăn chặn hiện tượng xói mòn bờ kè tại huyện Hoa Dung. Bờ kè dài 14,3 km được coi là tuyến phòng thủ thứ hai, nằm cách đê bị vỡ khoảng 2 km. Ít nhất 7.000 cư dân đã được sơ tán sau vụ vỡ đê của hồ nước ngọt lớn thứ hai tại Trung Quốc vào ngày 5 tháng 7. Các công nhân đang chạy đua với thời gian để khắc phục đoạn vỡ đê dài 226 m. Thanh tra địa phương cho biết đây là một nhiệm vụ khó khăn vì bờ kè không vững chắc bằng con đê và chưa được sử dụng để chặn nước kể từ năm 1996. Theo công ty kỹ thuật của tập đoàn Anen Trung Quốc, việc gia cố bờ kè dự kiến mất 4 ngày. Các nhân viên cứu hộ đã dọn sạch các chướng ngại vật dưới chân bờ kè và chuẩn bị đặt bao cát gia cố. Hồ Động Đình ở thị trấn Tuấn Châu thuộc huyện Hoa Dung của thành phố Nhạc Dương. Chiều 5 tháng 7, khoảng 10 mét đê hồ này bị vỡ, nhưng sau đó phần bị vỡ đã mở rộng. Khu vực bị ảnh hưởng gần làng Thôn Bay có diện tích khoảng 50 km vuông. Khu vực này đã từng xảy ra sự cố vỡ đê năm 1996. Kể từ trưa 6 tháng 7, sự cố vỡ đê đã khiến nước tràn vào nhiều hơn, gây nguy hiểm cho bờ kè. Tính đến 14 giờ 40 theo giờ địa phương, mực nước bên trong và bên ngoài vị trí đê vỡ đã ngang bằng nhau và dòng nước đã chạm lại. 5.000 cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng đã được di dời an toàn. Hiện chưa có thông tin về người mắc kẹt hoặc thương vong. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trong chuyến công du nước ngoài đã chỉ đạo huy động toàn lực cứu hộ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân sau vụ vỡ đê. Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường chỉ thị nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng khẩn cấp, kiểm soát tình hình, bố trí chỗ ở phù hợp cho những người bị ảnh hưởng và tăng cường tuần tra các hồ chứa và bờ kè. Mở 11 cửa xả lũ, đập Tam Hiệp vẫn không thể giảm tải. Những ngày gần đây, mưa lớn không ngừng tại thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến mực nước hồ chứa Tam Hiệp tăng nhanh chóng, đạt mức báo động. Đập Tam Hiệp với dung tích chứa khổng lồ đang phải đối mặt với lượng nước dồn về liên tục,
gây áp lực lớn lên kết cấu đập. Theo các báo cáo, mực nước trong hồ đã vượt quá ngưỡng an toàn, buộc các kỹ sư phải đưa ra quyết định mở 11 cửa xả lũ để giảm tải cho đập. Hồ chứa đập Tam Hiệp với dung tích khổng lồ lên đến 39,3 tỷ mét khối, đang phải đối mặt với sức ép từ lượng nước lũ đổ về với lưu lượng lớn chưa từng có. Các báo cáo cho biết lưu lượng nước dồn về hồ chứa đã đạt đến 70.000 mét khối mỗi giây vào đỉnh điểm của trận lũ. Đây là một con số khổng lồ gây áp lực lớn lên cấu trúc của đập và buộc các kỹ sư phải hành động khẩn cấp để giảm tải. Trước tình hình nguy cấp, các kỹ sư của đập Tam Hiệp đã quyết định mở 11 cửa xả lũ để giải phóng áp lực lên con đập. Việc này đã giúp giảm lưu lượng nước trong hồ chứa, nhưng cũng đồng thời đẩy một lượng lớn nước lũ xuống vùng hạ lưu sông Dương Tử. Các chuyên gia cho biết, việc mở 11 cửa xả lũ đã giúp giảm bớt một phần áp lực lên đập, nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để tình hình. Theo các tính toán, dù mở toàn bộ 11 cửa xả, lưu lượng nước xả ra cũng chỉ đạt khoảng 50.000 mét khối mỗi giây. Điều này nghĩa là vẫn còn một phần lớn lượng nước vẫn đang tiếp tục dồn vào hồ chứa, gây ra áp lực lớn lên cấu trúc đập. Các kỹ sư cảnh báo rằng nếu tình trạng mưa lớn tiếp tục kéo dài, việc xả lũ hiện tại chỉ là biện pháp tạm thời và không đủ để đảm bảo an toàn lâu dài cho con đập lớn nhất thế giới này. Đập Tam Hiệp, với vai trò điều tiết lũ lụt và bảo vệ hàng triệu người dân, đang đứng trước thách thức lớn nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Các biện pháp khẩn cấp và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng là cần thiết để đảm bảo an toàn cho con đập và người dân sống dọc sông Dương Tử. Trong tương lai, việc nâng cao khả năng dự báo và quản lý lũ lụt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các công trình thủy điện và cư dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, người dân sống dọc sông Dương Tử, đặc biệt là khu vực tỉnh Hồ Bắc, đang phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng sau khi đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả lũ. Hình ảnh dòng nước cuồn cuộn, bất kỳ ai chứng kiến cũng phải kinh hãi. Quyết định xả lũ được đưa ra trong bối cảnh mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã vượt qua cảnh báo, đe dọa sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này. Từ đầu tháng 5 năm 2024, Trung Quốc đã cảnh báo lũ lụt nguy hiểm ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Việc xả lũ Tam Hiệp luôn là bài toán khó giải. Nếu không xả lũ, nguy cơ vỡ đập là rất lớn, đe dọa đến hàng triệu cư dân vùng Thượng Du. Nhưng khi xả lũ, người dân Hạ Du phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Những ngày qua, mưa lớn liên tục tại thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp tăng cao, nhanh chóng. Áp lực lên con đập là cực kỳ lớn. Một kỹ sư chia sẻ, mực nước dâng lên quá nhanh, nếu không xả lũ, đập sẽ không chịu nổi. Bà Vương, một cư dân ở Kinh Châu, Hồ Bắc, không giấu nổi sự bức xúc. Nghe nói họ mở 11 cửa xả lũ, người dân Hạ Du chúng tôi giờ như cá nằm trên thớt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Từ đầu tháng 5 năm 2024, trong cơn bão mùa lũ 2024, Trung Quốc đã liên tục cảnh báo về lũ lụt nguy hiểm ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Thông tin xả lũ khiến người dân Hạ Du như ngồi trên đống lửa. Nhiều người ở Kinh Châu và Sa Thị đều thuộc tỉnh Hồ Bắc đã phải di tản lên vùng cao dù chưa kịp thích ứng với tình hình. Mực nước sông tại khu vực Sa Thị và Kinh Châu đang tiến gần đến mức lịch sử 41 mét, trong khi tại Trùng Khánh, mực nước sông tại Triều Thiên Môn cũng đang ở mức báo động. Nguy cơ nước lũ đạt đến đỉnh điểm lịch sử này là rất lớn. Để cứu Trùng Khánh, các kỹ sư đập Tam Hiệp buộc phải lựa chọn xả lũ, bất chấp những tổn hại mà người dân Hạ Du phải gánh chịu. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng đã xuất hiện ở nhiều khu vực của tỉnh Hồ Bắc. Tại thành phố Tương Dương, nước mưa không thoát kịp đã tràn ngược vào hệ thống cống thoát nước, biến nhiều tuyến đường thành sông. Người dân bất lực nhìn tài sản chìm trong biển nước, sống như rùa trong hang giữa biển nước mênh mông. Mặc dù công nghệ hiện đại đã giúp cải thiện tình trạng dự báo ngập lụt, hệ thống quan trắc dọc theo sông Dương Tử có thể nhanh chóng phát hiện những thay đổi bất thường của mực nước và đưa ra cảnh báo kịp thời. Tuy nhiên, ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng không thể hoàn toàn chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Một nhà khí tượng học cảnh báo, mưa lớn tại thượng nguồn vẫn tiếp tục diễn ra. Nếu tình hình này kéo dài, e rằng ngay cả đập Tam Hiệp cũng sẽ trở thành một bồn tắm khổng lồ. Dọc bờ kè khu vực Sa Thị và Kinh Châu, lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố đê điều, xây dựng thành lũy để ứng phó với tình hình mưa lũ.
hình ảnh người dân khẩn trương di chuyển tài sản lên vùng cao, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn, khiến ai ai cũng không khỏi xót xa. Hãy thử tưởng tượng hàng triệu người dân hạ du đang phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, đêm ngủ không yên giấc vì sợ nước lũ tràn vào nhà. Tuy nhiên, thay vì trách cứ, nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan và có trách nhiệm hơn. Nếu không có đập Tam Hiệp, tình hình ngập lụt tại thượng nguồn sông Dương Tử có thể còn kinh khủng hơn rất nhiều. Công trình vĩ đại này đã giúp điều tiết lũ lụt, giảm thiểu thiệt hại cho hàng triệu người dân. Bài học mà chúng ta rút ra từ tình trạng ngập lụt tại đập Tam Hiệp là dù con người có tài giỏi đến đâu cũng không thể chiến thắng thiên nhiên. Hãy học cách chung sống hòa bình với thiên nhiên. Đập Tam Hiệp với kinh phí xây dựng lên tới 28,6 tỷ đô la và hơn 2 thập kỷ xây dựng, đã đi vào hoạt động từ năm 2006. Con đập này không chỉ là một công trình xây dựng khổng lồ mà còn là một phần không thể thiếu trong việc bảo vệ và duy trì an toàn cho khu vực sông Dương Tử. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!